Hello, chúng mình đã quay trở lại với channel Văn Tùng và đến với giao án của Idol Tớ Hận Cậu. Mặc dù số trước thì chưa được 100k view, hơi buồn nhưng mà không sao, vẫn sẽ làm tiếp. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với giao án Alista, khu vực đứng dưới quyền năng bất diệt của Idol Tớ Hận Cậu. Để xem Alista support trong tay của Idol thì thể hiện như này anh em nha. Let's go. Ok, đến với idol này, đến với số này thì chúng ta sẽ có idol chém Z3 9x khu đường trên, PP nước đen ở khu vực đi rừng với Master Yi tốc hành, và đứng giữa chúng ta là anh em rồng chúa. Đứng dưới là Bo Be và một con Sona hỗ trợ với skin khá đẹp, trong khi đó thì Lee Sin của Tú. Tú và Kiều Anh. Kiều Anh đang đánh cho mình đó là vị tướng Yasuo Dimit. Và cùng với Tú đang có một tiếng xâm lăng rừng, pha phê check rất mạo hiểm đến từ Bo Be rồi, dính sóng âm rồi, thôi xong rồi. Lee Sin đánh tay sốc điện các kiểu, tốc biến theo, tốc biến Uya xuống sốc điện chém thốn quá, thiếu đốt luôn cho nó máu. Sona nó cấp một nâng quy còn hưu lên ba đi hưu chạy rồi. Lee Sin đang me sóng âm, che sóng âm là gắt đến từ vị trí của Sona, 2v4 rồi, sóng âm trúng rồi, vội cước chiến công đầu cho Lee Sin rồi. Lốc đến từ Kiều Anh là như nào, lốc Kiều Anh xịt rồi bạn ơi, hết sát thương rồi. Lee Sin đi bộ theo đánh tay, phát thứ tư từ Jin chưa được ra, phát thứ tư chết Lee Sin rồi. Idol vẫn đang AFK, trong đó thì Kiều Anh đang bị hội đồng ở đây bởi ba thành viên đối phương chọc tới trong tu, thì có lốc thì cuối cùng lốc đi đâu đấy, lốc không kịp rồi, đắp con kim cho Bo Be. PK đầu trận là tương đối gắt, bên phía bên kia có Square đi top của Never Give Up 000. Đứng dưới là LMC 3514 đang AFK ở đây luôn rồi. Idol đang lò dò đi ra và thường xuyên có những tình huống AFK đầu trận, không biết làm cái gì cả. Đứng trên thì Nexus vẫn đang ăn những cú quy của mình và bị harass liên tục bởi Square phía bên kia. Never Give Up lên 2 rồi. Cấp một nâng quy và harass là cực kỳ tốt. Đứng dưới thì sao đây ạ? Sona làm cái quần què gì đây đấy ạ? Sona giúp xong con bùa đỏ, đứng AFK 2 phút ở đây ạ. Tốc biến lên hay như thế nào đây? Không có sát thương đến từ Square để dứt điểm vị trí ở đây sớt rồi. Chém đang gặp rất nhiều nguy hiểm khu đường trên, và liệu rằng Squen có một cú E quy dứt điểm đấy không? Là E như thế nào để E trúng rồi giật về một quy như thế nào đấy, ông không được rồi, không đủ sát thương. Đứng dưới PK là gắt ở cấp độ 1 đến Idol Tớ Hận Cậu. Idol đang có một tiếng rồ sát thương hết đạn đến gì, còn quy và tốc biến đến Sona đánh tay sát thương không đủ rồi. Idol tốc biến đánh tay giết tốt đến từ vị trí còn Mid Fountain, 1-1. Ok chua. Trong khi đó Lee Sin đang có dấu hiệu muốn ăn cua trên, không có trừng phạt, và Master Yi ra mid rồi găm phi tiêu thành công. Cứu. Cua trước, cứu cái gì, cua trước đã rồi, quay ra đánh nhau sau. Tốc biến ra Akali được dùng rồi, Lee Sin hết sát thương rồi, vừa rồi hết sát thương vào cua rồi. Sóng ngâm đến từ Lee Sin như thế nào đây? Sóng ngâm đến từ Lee Sin trúng rồi. Vô ảnh cước không cần dùng và đã có mạng cho Lee Sin, cắm mắt hộ thể được không đây? Hậu thể chơi luôn, hộ thể đánh tay luôn từ Lee Sin, đánh rất smurf rồi. E dứt điểm luôn con gì không đấy, E dứt điểm gì không được vì gì đang thiền, hộ thể là đánh quy mày quy hại. Ok, Lee Sin di chuyển cướp rừng nhưng chẳng còn gì để cướp cả. Đường trên thì Nexus đã yếu máu tới mức mà phải về tele ra rồi. Lần này thì Squen nó phải combo mượt hơn, Mid Fountain rén quá đi về, còn Idol đứng ở đây combo. Ồ, Sona về luôn rồi, vẫn đang đứng nhấp nhả liên tục ở đây đến từ Idol Tớ Hận Cậu ạ. Như vậy là không ngắt được tiếng bấm bấy. Mày làm sao, thôi đùa tí làm gì căng bro, đùa tí làm gì căng thẳng đấy bro, chill. Cầm mẹ nó. Những người test Alista thì thường thì combo quy đức nó sẽ không được mượt lắm, anh em thông cảm. Idol đánh support carry quen rồi, giờ đánh support tank nó hơi bị lắc chuột tí, anh em thông cảm nhá. Idol xuất hiện trở lại khu đường dưới rồi. Jin đang cầm 4 mạng của team và để xem Jin sẽ làm được gì đấy ạ. Bắt đầu bước lên combo đến từ Alista của Idol, một team ok. Đứng lại, thiêu đốt một hit nữa, Mid Fountain đây. Một hit nữa, mày anh em ơi. Cú lốc đến từ Yasuo, liệu là có chăn chối không đấy? E và chém kích sốc điện và sau đó thì lốc chăn chối luôn, có tầm nhìn chăn chối luôn, cắm mắt vào thiêu đốt luôn, dựng tường gió lên, sóng ngâm KS đến từ Lee Sin, rất tệ đến từ vị trí của Lee Sin. Tưởng ra để cover, ai dè ra để KS anh em ạ, lại còn thu thuế được lính nữa thì thôi. Và lần này thì combo tốt đến từ vị trí của Idol Tớ Hận Cậu, Mid Fountain đả E ra và đã bão đạn sát thương lợi thuật thật hiu. Cỏng mẹ nó. Lee Sin có mặt ở đây với tiếng hộ thể nhưng sóng âm xịt rồi, thôi xong rồi, như thế nào đây? Lee Sin cấp độ 5 cầm bùa đỏ, chưa cấp độ 6, Jin đang khá là yếu máu và Lee Sin còn tốc biến nha. Lee Sin di chuyển vào sóng âm chúng là chết con Jin này, sóng âm. Vào, tốc biến lên nộ long cước vô ảnh cước và đến từ Lee Sin, sau đó thì hộ thể. Thôi xong rồi, Jin nó xuống rồi.
Thôi bỏ mẹ rồi, hỏng hết cả bánh kẹo rồi. Lee Sin có tình huống xử lý rất cồng kềnh, flat lên R xong nó thì pha đấy Q2 vào R flat ra là ngon rồi. Coco cái gì đấy ông ơi, múa may quay cuồng làm cái gì đây. Lee Sin sát lực được lên hồng ngọc nữa. Chịu ông luôn, đứng trên thì Nexus vẫn đang quáng sống qua ngày với cái Caulfield và hết bình thuốc. Đứng dưới Alistar của Idol lại băng lên và tốc biến chạy vào Z bật chung cuối chém rồi. Thôi, cứu. Lại chết nữa rồi. Akali vẫn vào sau tiếng găm phi tiêu, bị Yasuo kích xúc điện cắt R1 quy ra đất, sau đó thì cắt R2 đấy, không đấy cắt R. Anh em rồng chúa có tiếng xử lý Akali không thể nào nghiệp dư hơn. Đứng trên lại bắt chúng rồi, Nexus bật chung cuối chơi luôn, lão hóa chơi luôn, bật hóa quỷ lên chơi luôn. 1v1, thích thì 1v1, thích thì 1v1, hôm nay sất bổ thốn thế. Thế nào, 0-2 rồi không? Đi được 3 trùng Z thì chết 2 xác là bắt gì đây? Lee Sin thì sau khi có được 5 xác về nhà mua rất nhiều mảnh nhỏ của những trang bị lỡ cỡ và sau đó thì ra solo rồng. Rồng nguyên tố đầu tiên sẽ thuộc về cho Lee Sin mà thôi. Tốt rồi, Sona đi cái đường tà thực sự đấy. Bị idol chơi trên cơ rồi, đi cái đường này là cái đường đi như nào đây, như thế nào đây. Làm choáng. Nó flash chạy mất tiêu rồi, làm choáng AD sau đó thì té thôi. Nét vẽ giữ chân idol lại còn cái hưu lên. Hưu lên, Z bật chiêu cuối là được cứu. Lock tốt đến từ Yasuo nhưng không chăn chối vào. Z bật chiêu cuối rồi. Đứng dưới thì Mid Fountain phải dùng hai spell để chạy và Jin đang có một tiếng bước lên bắn nhưng sát thương là không đủ. Dựng sân khấu lên bắn liệu là có chuẩn hay không này, nó chuẩn rồi. Hai viên và Jin có mạng thứ 9 trong game đấu này. Yasuo lướt lên cú lốc đến từ Yasuo xịt. Vẫn băng vào đó là một tiếng Akali ở nỗ long cước đầu. Tốc biến xịt rồi. R theo đến từ vị trí của Akali và có mạng nhưng Akali đã bị đốt chết bởi trừng phạt đỏ bởi Lee Sin. 1-1 không đứng giữa tâm trí Yasuo, không có acid luôn ạ. Còn cái gì để mất nữa đây? Combo tiếp. Combo chuẩn xác, Mid Fortune đặt E vào và không còn flash đến từ vị trí của Sona, bị làm choáng lại là chết. Bị thiêu đốt đến từ vị trí của Idol tớ hận cậu rồi. Một hit nữa đã làm choáng. Một mạng này cho Idol tớ hận cậu tiếp tục băng lên với combo của Đức Quỳ sắp hồi lại kịp. Liệu rằng có hồi kịp hay không đấy? Mất tầm nhìn và Jin đang di chuyển phải tranh vào bắn sát thương là chưa đủ. Jin thôi. Mid Fortune không cover được Idol, bây giờ bắn vào lính rồi ạ. Rất khó hiểu ở đường trên thì Nexus đã bị gánh chết bởi Lee Sin. Yasuo đang xuống. Jin đang gồng viên thứ tư. Bắn thứ tư vào lính rồi. Bắn viên thứ tư vào lính đến từ vị trí của bo be rồi. Yasuo bắt đầu EQ vào. Kích sốc điện từ Yasuo chọc Q và tích lốc thiêu đốt các kiểu sát thương đến từ thiêu đốt là đủ với cú lốc cuối cùng 4.000 tiền cho vị trí của Kiều Anh. Khu vực đường trên thì Nexus không có chiêu cuối, có chiêu cuối vẫn bị Lee Sin đá chết. Lee Sin sau khi có mạng sau đó thì quyết định di chuyển vào sứ giả. Vẫn còn nỗ lòng cước và Akali quyết định không ra. Mid Fortune đang có thể bị gank và Idol đang có mặt ở đây để cover. Z bật chiêu cuối lên, Mid Fortune đang có một tiếng bị giữ chân lại, dính khúc cao trào và chắc chắn là đi. Sona bị lính đánh quá nhiều cho tình huống này và vẫn có mạng cho Mid Fortune đúng không ạ? Rồi Lee Sin thì đang cầm nó hơn 2.000 tiền chạy ra khu đứng giữa với cái nộ long cước để kết hợp cùng với cú chăn chối của Yasuo. Cắm mắt hộ thể đấy không khi trên người đang cầm có sứ giả anh em ạ. Một tình huống sóng âm đến từ vị trí của Lee Sin là như thế nào đây? Đang chờ Akali hộ thể ra. Thôi, tấu hài ít thôi mấy ông ơi. Căng. Kết hợp như là Faker với cả Honor nhưng cuối cùng cái kết thì đáng lòng thế nhờ. Nộ long cước và cái lốc chăn chối vào rồi. Combo đến từ Idol nó trúng lính rồi. Tiếng combo clear hết đợt lính sau đó thì bị giữ chân lại bật chung cuối về được hay không đây. Sona lại bị bộ xuống. Sona đang dồn sát thương nhưng mà sát thương vào người của Idol là hơi ít. Phát thứ tư vẫn đủ đam, ảo đam thế nhờ. Mid Fortune đang bắn vào chiêu cuối đấy thì Mid Fortune có được một mạng ngược trở lại dành cho bên phía team Idol. Vẫn ok. Bật hóa quỷ lên solo với con chó phía bên kia. Mày là con gì đây? Mày bật lính đánh quá nhiều và chém 3 đã chết rồi. Chém Z3 chính đích đã chết rồi. Thì uống solo kill dành cho Swain. Khu vực đứng dưới vẫn đang là tình huống 1v1 rất căng thẳng đến từ Idol. Một cú quy nhưng mà rất tiếc nó không bắn hai được. Ở đường trên Swain đã có một pha solo kill lấy thêm rất nhiều đáp trụ và Z bật chiêu cuối đấy. Thôi xong rồi. Một mạng dành cho Master Yi, mạng xoát đào đứng giữa. Yasuo đang tích lốc, Akali đang tàng hình. Bị đốt cú lốc xin đến từ Yasuo và R2 vào đến từ vị trí Akali là có mạng rồi. Một tiếng R2 dứt điểm gọn gàng đến từ vị trí của rồng chúa. Lee Sin xuống khu đứng dưới, nộ long cước thì không có sóng âm trúng, không vào trẻ con nó khinh. Đấy, không vào trẻ con nó lại khinh, đánh trụ một cái, lấy đáp trụ cái. Không được rồi. Vẫn thiếu tí đam nhá. Sứ giả luôn nhờ. Sứ giả luôn ăn trụ nhờ. Nhanh hết mẹ đáp trụ rồi, đèn thế. Đây rồi. Đây rồi, Jin nét vẽ cái gì ở đây? Lee Sin đang bị bắn, sứ giả thả hơi xa. Idol lại tiếp tục đứng dình ở đây. Mày muốn về à? Mày muốn về? Về không? 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 Về không?
thôi Thiêu Đốt đấm luôn solo 1v1 luôn. Bên phía kia Mid Fortune đang có một tình huống bắn bắn nhau tay đầu, lộ long cước được xin hộ thể ra rồi. Idol tốc biến chạy rồi đánh nhau rất căng ở khu đứng dưới sân khấu mở lên. Thôi hộ thể đi, hộ thể đi. Cứu được Mid Fortune rồi, Idol quyên sinh để cứu Mid Fortune, nhưng Mid Fortune lại không có một tiếng dứt điểm được vị trí của Sona. Bây giờ thì Akali xuống với Thiêu Đốt làm sao mà chạy đây, hồi máu Thiêu Đốt tốc biến chạy đi bạn ơi. Tốc biến chạy đến từ Mid Fortune và Akali đang dướn trong trụ nhưng vẫn rất là quy xịt. Mid Fortune đang có một tiếng rút lui kịp và cái tốc biến của mình và Master Yi đang móc cùa. Yasuo đang có một tiếng di chuyển xuống dưới sau đợt lính đẩy tại khu đứng giữa nhưng không quét được cái gì cả. Kiều Anh đang xuống, đợt lính nó là tràn trụ rồi. Bắt đầu là cú trọng quy dựng tường gió né phát tán thứ tư, chém vị trí của chém vào lính rồi. Cú lốc đến từ vị trí của Yasuo, nó hướng tới Sona kìa. Chưa hiểu. Combo và chắn chối vào, cái gì cũng đến tay Idol, cái gì cũng đến tay Idol. Mà sau đó thì có về đấy không, đầy dính phi tiêu, dính nét vẽ, dính cắt R2 và chết luôn. Idol bật chiêu cuối vòng ra phía sau Jin, sau đó thì thấy Yasuo lên bảng và Idol cũng chắc là hết đường về rồi, bỏ mỡ. Yasuo đánh dở cày, hơi bị cày. Hai thằng nhìn con xe chết không làm ăn được. Như vậy là Mid Fortune sẽ sống. Yasuo lại xuống ấy, xuống dưới bot được Idol búp cho vài kill. Ơ kia đây Yasuo, đây bro, đây bên này cái thằng Yasuo này nữa. Yasuo có tiếng tốc biến chém kích sốc điện và có mạng shutdown thêm 1.000 tiền nữa đấy. Cứ xuống bot bú bú được mấy mạng nghìn tiền là ngon. Idol đang đứng solo rồng. Idol hút thằng gì ra solo rồng nhưng mất máu nhiều quá. Cứu hút mày ra, tao hút mày ra, tao quy mày lên bây giờ. Rồng mấy cái thằng này cứ ăn mạng là cái gì, game từ game ăn mạng à? Mất mẹ con rồng rồi, không hiểu. Toàn pick carry vào đánh như tấu hài. Lee Sin xong âm xịt con lính rồi ạ. Tiếng móc cua đến từ Idol và bỏ mặc team cánh giữa đang có tiếng PK. Cú lốc tốt đến từ Yasuo. Jin đang có mặt ở đây và đó là tiếng băng lên từ Akali. Akali cắt R1 rồi, cắt R2 dựng từng gió đến từ Yasuo. Hóa quỷ được kích hoạt Lee Sin sóng âm tầm xa xịt. Hộ thể vào và độ long cước đấy không đây, Yasuo đã chết. Độ long cước hai người từ Lee Sin sau đó thì cũng đang phải bỏ chạy và Idol bỏ mặc team rồi. Idol ăn cua xong đứng nào xuống đây, đừng báo tao mày, đừng báo tao, chết đi. Chết luôn đi. Đừng kéo sang xuống đây nó bắt cả Idol đây, chết dở rồi đấy. Mid Fortune có mặt ở đây với tiếng dồn sát thương và hạt thông nổ kích hoạt. Mid Fortune bước lên bão đạn. vẫn chết có Sona các bạn ơi. Triple kill cho Jin rồi. Đứng trên Nasus sắp lên 300 Q cùng với đó là cái trụ một cùng đứng trên mỡ thủ ở trên Nasus. Tiền thua là 4k và Idol ra 1-2 là dễ. Thằng nào thích chơi 40 chơi với mày luôn. 40-2 được, mày vào đây. Thiêu Đốt luôn. Thiêu Đốt chết chắc rồi. 1v2 có mạng rồi, Idol cái gì cũng đến tay. Cái gì cũng đến tay. Thôi có gì mình rút lui, mình bảo toàn lợi thế, mình có vừa reset tiền rồi không ấy. Akali dám vào đây, dám vào không? Nhờn. Một tiếng RE làm mượt đến từ anh em rồng chúa. Ui, thanh niên đã đổi người chơi à, cắt R mượt thế. Ô, Yasuo chọc quy xịt và sau đó thì E, sau đó thì tốc biến hay thì không có tốc biến nữa. Và đó là từ mất nỏ chết luôn. Di đang có mặt ở đây cấp độ 12 đến từ Master Yi. Lang thang nhìn nhau một hồi thì sau đó thì sao? Hộ thể vào, cắm mắt vào, chém luôn. Kích nguyệt đao lên, nộ long cước được dùng đến từ Di. Thằng Sona này nó cũng mỏng thôi, giết nó đi thì Swain đây. Một tiếng W nhưng mà Swain lại không dùng E. Dùng E đi, kéo nó về cho Yasuo chăn chối đấy. Hai thằng đạp cháp dựng cái tường gió làm cái gì đây. Húc bể luôn cái trụ rồi, Swain mất máu nhiều, bật chiêu cuối tốc biến vào sau đó chết luôn rồi. Bão đạn đẹp, combo đến từ Alista của Idol là như thế nào đấy ạ? Combo Alista Idol là bật Q trước sau đó thì đúp sau, đúp... Con Nasus 300Q và nó bổ vắt Yasuo bay màu anh em ơi. Lee Sin còn cái R hộ thể. Ôi sóng ngâm vội cước nộ long cước và múa một hồi thì ăn một Q nữa chết luôn rồi. Mê. Team này tệ vãi lì anh em ạ. Toàn các chúa hề thôi. Chỉ quên thì không có đồng hồ flash vào giữa năm thành viên đối phương chết chay. Ai mà đỡ nổi đây. Dòng nguyên tố thứ 3 đang sẵn sàng và Idol đang cùng với team đi ra rồi. Sóng ngâm chố. Lee Sin băng vào, cú húc ai hay luôn anh em ạ. Oh my god. Là cái gì vậy bro? Sub gap anh em ơi. Cũng là 21 nhưng con Sona là support được 22 xác, không hiểu đâu ra Idol support được 4 xác. Những cái chất lượng thì anh em thấy rồi. Những quả combo như vừa rồi là những quả combo nó đi vào lòng người anh em ạ. Sona thì có flash, không hiểu flash cái gì luôn. Jin đứng ở đây để KS rồng và có tiếng di chuyển vào khuất tầm nhìn. Jin bắn ai đấy ạ? Jin bắn con Mid Fortune, Mid Fortune mất máu nhiều quá. Jin không cơ chứ. À, nó sống kìa. Kích sóng điện lên bro. Sóng âm xịt rồi bro.
Bên phía bên kia Idol đang combo và Akali phải flash chạy, đúng không? Di nó cướp dòng nó chạy thật kìa, ảo chưa? Di bật chung cuối chém liên tục và Swain chết rồi, sau đó thì Idol đánh Hà Thông được không đây? Hà Thông chưa đôi cơn mơ và Idol cái gì đây? Cái gì đây? Chưa hiểu làm cái gì luôn. Để con Di nó bắn nó cướp con rồng, sau đó thì còn chết hết. Ảo chưa? Ui, con Lee Sin làm cái gì vậy? Swain bắt được Akali và Idol đến, nhưng mà chỉ combo sau đó ép tốc biến Akali mà thôi. Sau đó thì Lee Sin với Yasuo làm cái gì vậy? Jin bắn tay vào con người đá và sau đó thì bắn tiếp người đá, sau đó thì làm một tiếng ớt nét vẽ xong rồi hộ thể vào và sóng âm xịt. Chịu. Thằng Mid Phantom này giải cái R vào cover người ta. Tìm được đâu hốp rồi, anh em nó còn khoe thông thạo 7 nữa. 4 đánh 5, dây sơn nó bổ nát cái top rồi. Tầm này Swain lại bắt chúng, giật về, Lee Sin đang đến. Bật chung cuối cân 2 đến từ vị trí của Snayson. Idol đang đến chuẩn bị combo. Để mình giúp bạn một vé vậy. Chơi đi anh em. Các bạn sợ à? Để Idol combo chăn chối này. Combo và chăn chối này bạn. Chăn chối luôn, bão đạn luôn. Combo, combo. Đó, thấy chưa? Cái gì cũng đến tay. Lốc la gắt đến từ Yasuo. Và mạng có đáp một kill cho Mid Phantom. Thằng Zero Night Backdoor đứng dưới sắp bể mẹ Mega tiếp theo rồi. Akali đang lướt đứng giữa thì Yasuo cũng đang lướt. Hai thằng nhìn nhau lướt rồi sau đó thì cắt RE xin. Cắt R2 vào đây. Ú, bị lừa rồi. Mày cắt R2 vào đây. Mid Phantom 5 triple kill nãy giờ 3.500 tiền. Thích thì chờ. Gì sắp hết chiều cuối chưa. Mày quay lại nói chuyện. Mid Phantom ra cover đồng đội đi. Ăn bố xanh làm cái gì? Đồng đội đang bị chém như chó của kia, cứ gắt thôi, tiêu hiểu. Tặng cái E làm trận cho người ta combo vào. Combo là gắt đến idol đấy chưa? Đầu trận nó là test tướng nó chưa mượt thôi, nhưng bây giờ combo phát nào nó là E Queen, E đứt phát đấy, đứt Queen phát đấy anh em ạ. Ui, thằng gì ra nó bắt idol ạ. Flash. Wow, đẹp thế nhỉ. Jin đánh Hà Thông nổ, cặp mắt sang, tốc biến sang đến từ Swain, không có đồng hồ, có đồng hồ, bấm đồng hồ đi bạn. Đồng hồ đi, mất ra tinh thần rồi kìa, Lee Sin sóng ngâm vội, cứ dứt điểm được vị trí bắt Jin, đồng hồ tốt đến từ Swain, hết ra tinh thần và Jin tỉnh dậy, có double kill, triple kill Jin luôn. Vãi cả đầu, thằng này khỏe thế. 10.000 tiền vẫn đang chênh lệch khá nhiều và Jin tốc biến lên và đó là chiêu cuối, mất ba mày bố láo, tốc biến gam phi tiêu chúng, dám vào đây không mày, dám hả, vào thật. Wow, ra vào đây, mày vào đây, hút nó về, mày đã cổ. Mày, thằng Sona làm cái gì đây? Sona làm cái gì? Sona thấy idol dâng hiến à? Chiếm lấy em đi, idol. Hãy chiếm lấy em đi. Sona tính tốc với vũ về game à? Mày này, thằng này nữa. Nhờn. Vũ trụ nguyên rủa anh em ạ, thằng đấy sớt lên nữa. Mày thấy con bò nào mà đánh nhau thua con chó chưa? Mày thấy chưa? Tao thấy rồi đấy. Mày là thôi, có gì nhẹ nhàng tí thôi bro. Không tương hoa tiếc ngọc cái gì cả. Làm gì căng thẳng vậy bro. Chill. Một tiếng uống chọc quy xịt sóng âm chúng. Lee Sin băng vào đá luôn, chăn chối luôn. Đến từ Yasuo combo hai người, đến từ A đến từ tà của idol. Nói cái gì nữa đi. Sóng âm vội cướp vào cầu cái R2 cắt đi đâu đây? Cắt sang sói à? Gì còn chiêu cuối vét hay không? Không còn chiêu cuối vét, bị hút ngược trở ra và đấy sợ đã không bổ quy được chiêu cuối đến từ Swain, bấm đồng hồ thêm. Idol bị chặt đi ra vào đó thành như FCK. Akali làm cái gì ở đây? Mày làm sao? Một idol đổi đến 5 sát, các bạn thấy ok chưa? Mọ. Cái gì đến tay anh em ạ? Chém thằng Sona này luôn đi bạn. Sóng âm xịt, block xịt. Mid Phantom làm trận thì trốn. Sóng âm vào, Swain bắt chúng giật về và đó là cú sóng âm vô ảnh cước vào dứt điểm đấy không? Dứt điểm được Yasuo, Akali cắt vào giữa đường đối phương. Akali mất máu nhiều, Akali bấm đồng hồ. Swain còn đồng hồ hay không đây bạn? Nộ lòng cước chăn chối vào và đó là Jin lên bảng. Yasuo và Lee Sin bắt đầu tìm thấy nhau trên đường giao tranh, nhưng sau đó thì đó thì cũng gì chặt hết rồi. Alistar và Idol đang ở cánh dưới thì team quyết định giao tranh đứng giữa và trên hết bốn thằng. Cái gì cũng đến tay, tôi đã bảo rồi, bấm cái đồng hồ đi, sang năm thì sống bạn ạ. Cứ ngoài còn Alistar và Idol ra là lại thua. Mày làm sao? Combo một lúc ba thằng bật chiêu cuối lên chống chịu, sau đó thì sao đây? Thiêu đốt luôn thằng Akali luôn, tốc biến lên như nào để idol đây. Bên kia đang chặt chém liên tục, idol bị kẹt lính rồi.
mày làm sao húc ngược vị trí ra một ba cho Idol. Bây giờ các tình huống cân ba đến cho Idol tới cậu rồi. Nason bật chiêu cuối lên là như nào đây, lão hóa Idol tụi mày của cờ cờ mít phương tụi bắt đầu chat ôn rất gắt rồi. Đánh thì tạm, chat ôn thì không biết chừng mình chat ôn. Và sau đó là một tình huống defend thành công đến Idol tới cậu. Còn cái nhà chính còn nước còn tát. Squid bật chiêu cuối lên, hóa quỷ lên, quẩy rất tốt. Lee Sin dính tương đối nhiều sát thương. Lee Sin quay ngược trở lại, nỗ long cước chăn chối vào được Yasuo chẹt trên vị trí của chó rồi. Sóng âm lại trúng đến từ Lee Sin, hồi máu đắc thắng của Lee Sin vội cước vào KS luôn. KS luôn đến từ Lee Sin. Một tay Idol giữ lại ạ. Óc con chó Mid Fortune nó sủa giờ nãy giờ này. Alistar của Idol lại phải defend Megabot anh em ạ. Cái gì cũng đến tay ạ. Bên này mà không được Baron đừng có nhìn mặt nhau nhá, đừng có nhìn mặt nhau nhá. Baron tiền thử mục tiêu Z băng vào chém trước năm thành viên đối phương, một tiếng chơi rất dài thì bắt tới Z một đối một rồi. Jin đang gồng viên thứ tư à? Không, không Jin viên thứ tư dính chăn chối xong một tiếng bắt tay đến từ vị trí của Swain. Lướt phong linh xong cũng tốc biến đang có rút lui rồi. Lee Sin có cái gì để chơi được theo không đây? Sona di chuyển ra chết thuê hay sao đây? Chiêu cuối ba người, hai người đến từ Sona. Idol vẫn defend vô tư anh em ạ. Một hậu tuyến vững chắc bên phía bên kia. Akali cắt vào chết mẹ ba thằng rồi. Ui Akali chết trước. Và đây sợ đang bổ. Lee Sin quay ngược trở lại một vết một với là đối phương ra Yasuo đang chặt, ra Yasuo chặt ra thần xịt rồi bùa đỏ đốt có mạng như Yasuo có ra thần dựng tường gió lên chém tiếp bạn. Dựng tường gió lên tiếp tục tích lốc chọc quy có mạng Sona, sau đó thì bị lấy sớt bổ chết rồi. Idol ra solo rồng luôn bro, ra solo rồng luôn bro. Mày làm sao linh hồn rồng ở mày sáng mai á? Ý là sáng mai mới ăn được con rồng này nha. Không biết đâu bên kia không để ý anh em ơi, bên này nó không để ý linh hồn rồng. Nhiều khi ăn được gì năm thằng để anh chém chết AD ạ. Năm thằng để anh chém chết AD, chat ôn gắt nhờ. Chấp ba thằng như mày AD gà, bắt từ gì đã chat ôn AD gà, chấp ba thằng như mày đến từ vị trí của đó có rồng cho Idol rồi. Vẫn solo được rồng các bạn ơi. Mọ linh hồn rồng ở đâu ra cho chúng mày đây. Làm gì có chuyện đấy đây, về kịp để defend nhà không đây, về kịp rồi anh em ơi. Mid Fortune bắn liên tục Jin hết đạn rồi, Jin quay ngược trở lại đó, tiếng Jin mất máu quá nhưng tốc biến lên bắn Mid Fortune có mạng, húc ngực lên sân ra, bão đạn và có mạng dành cho Mid Fortune rồi. Sau đó thì bị lên sân bổ là khá đau nhưng mất ra tinh thần mà thôi. Idol vẫn đang có định làm choáng lên sân, làm choáng lên sân. Lee Sin đi ra nộ lông cước còn, húc ngược trở về đến từ vị trí Idol, nộ lông cước ngược trở về đến từ Lee Sin và lên sân chắc chắn là chết ở đây rồi, không kịp bật chiêu cuối mạng shut down thì Mid Fortune mất ra tinh thần mà thôi. Vẫn defend được các bạn ơi, game căng như dây làn. DM tao hay VKL, đó là những gì Idol vừa chat on với bên phía team 1. Quả giao án Alista là chất chơi người rơi chưa? DM tao hay VKL, ok chưa? Tính ra đầu game giờ chat on nhiều mà tôi quên bật chat on đấy anh em ạ. Má lỗi tôi. Tí phải replay xem là đầu game giờ các Idol chat on cái gì mà chat on nhiều đến thế. Idol đánh hay dã man, ăn cả rồng cái gì đến tay. Đấy, thằng PP nước đen đây. Thằng PP nước đen mày làm cái gì ở đây? Mày làm cái gì ở đây? Cắm mắt rồi, thôi, về hộ các bạn ơi, về hộ các bạn ơi. Về hộ các bạn ơi. Cái độ lông cước là Lee Sin rồi. Chém đi mày, chém thằng AD đấy. Mày chém hộ thằng AD tao cái. Ồ, chat ôn chửi AD team tao. Vào vẩn. Những cái pha vòng ra như kiểu mà hỗ trợ hàng đầu thế giới. Làm sao mà đỡ được đây. Mỗi cái là 2 mega đang hơi áp lực. Dây mui DB gì đây ạ. Con Sona này không biết là câm mà nói cái gì mà chăn chối với chủ. Ui, một tiếng quy mắc tầm với Yasuo kiểu anh băng và chém luôn. Hết cái đồng hồ thì Akali quyết định té rồi. Bên phía bên kia Lee Sin đang canh nhà rồi. Lee Sin đang đứng canh nhà anh em ạ. Hay như đờ bờ bờ. Đợt chat tiếng Việt đi không. Hay như đờ bờ. Hay như bờ gì. Mấy cái thằng Sona 28 rồi của chat ôn chắc hiểu chắc cái gì. Chịu. Fit đến mạng thứ 20 đến nơi rồi, cứ chat hôn thôi. Idol 2, Idol chat hôn hay vào CL đúng rồi. Ý kiến đi cò gì không biết nữa. Sona này fit mạng mày hay như đờ bờ, mày hay như đờ bờ. Né chiêu cuối tốt đi ra xuống dựng tương gió để offline sắp từ Jin. Sugen bắt được vị trí của Jin rồi. Và đó là Kiều Anh, ô combo hất người đối phương ra để cover A xã thủ rất hay đến Idol tận. Cậu Akali đến cắt vào con Sugen, Sugen còn đồng hồ. Bấm cái đồng hồ đi bro, bấm đồng hồ đó rất hay và rất chiêu cuối đẹp đến Mid Fortune rồi. Lee Sin vẫn đang gọi là đứng ở canh nhà như chó. Nhiệm vụ bất khả thi anh em ơi, Jin chém vào vị trí của Kiều Anh và Mid Fortune bắn đi bạn. Idol vẫn đang chưa mất máu trên tuyến giao tranh này. Z vẫn đang có một tình huống chơi rất dại khi mà quyết định vào từ sớm mà Master Z đã chết thì Lee Sin đang lên. Lee Sin chỉ sợ là bên kia nó Idol băng vào làm choáng. Vẫn đang tanh với Idol và đó là tình huống làm choáng được hay không đây. Yasuo lướt lên chém đi bạn, lướt vào lính chém đi. Kìa làm cái gì đấy, làm cái gì. Hôi cú lốc cover hay đến từ Yasuo rồi. E vào kích sốc điện và quét sạch cho Idol tới hận cậu cùng với đồng bọn ở đây. 10.000 tiền đã bị săn lấp, mười mấy nghìn tiền đã bị săn lấp rồi các bạn ơi. Đờ mờ tao hay vật cơ lờ. Ok chua. Kiểu anh vào tay chủ cái gì đấy bro.
Lee Sin nãy giờ giữ nhà cực kỳ ghê vì sợ Eunji backdoor, và sau đó khi thấy Ji đã chết thì Lee Sin đã lên và chung vui với đồng đội ở đây. Sẽ là một mega rip chắc chắn là như vậy, sóng âm xịt rồi. Cú lốc đến từ Yasuo đã sẵn sàng. Nộ lòng cương lốc trúng và đó là một tiếng truyền mạnh là gắt quét sạch Tridal lần tiếp theo. End được hay không? Có end được hay không khi mà Linh đã hết? Linh đã hết rồi anh em ơi. AD cay lắm. AD cay lắm, dịch chuyển giữ Linh đến từ vị trí của Sigwen. Nason bật chiêu cuối, Lee Sin tốc biến cửa trở ra giữ máu là tốt. Chiêu cuối đến từ Midfulton của Kiều Anh. Nhập vào nó vào Linh hết rồi, Kiều Anh đi ra với Yasuo với một giáp tinh thần. Xuyên đâm vào hơi sau đổi mạng thành công. Midfulton có mạng, bắn vào Nason hơi đau. Combo tốt đến từ Idol thân cậu rồi. Mạng có dành cho mình chứ Nason với mạng shot down nghìn tiền. Chém tiếp đến từ Yasuo. Nason trâu thế nhở, ôm bài mẹ, trâu thế. Jin gồng viên thứ tư rồi, thôi xong rồi. Xong thằng Yasuo này rồi. Dựng từng gió lên đến từ Yasuo. Oh my god, đen thế nhở. Đéo em được, đéo em được cay hơn ớt. Vui vậy, ngáo. Thôi hẹn được anh em ơi. Rồi, thôi xong rồi, nó on mid, nó end rồi anh em à. 40 phút mãi không xong. Không end được, và cái kết thằng Ji nó phá nhà rồi, Ji ơi. Thôi Ji giờ tụt quần, xin giảng hòa được không? Không ấy, mình giảng hòa chứ giờ. Nó vào nó end mẹ game rồi, nộ lông cước quy quy đi bạn. Oh my god, oh my. Cay thế nhỏ. Ga. Cay, hơi cay một tí vì thua game này do team hơi tả. Nhưng mà hiện tại Idol chưa rớt sát anh em nhé. Theo mình thấy hồi trước khi vào game này thì Idol đang ở đồng 4 và còn lại tầm hai mấy điểm thôi. May là chưa xuống sát lại, tôi nói thật bây giờ xuống sát không biết bao giờ lên lại đồng luôn, thề. Rank cao nhất lên được tầm đồng 2 thì lại rớt xuống lại đồng 4. Đồng 4 bây giờ đang còn có ít điểm quá. Giờ đánh mà rớt xuống sắt thì không biết là có ngon lên lại được đồng hay không. Đánh bây giờ cũng đã đến cả 1000 game rồi, 2000 game, 2000 mấy game mà vẫn chưa thể nào thoát khỏi rank đồng anh em ạ, cay thật sự. Tất nhiên là hy vọng là Idol sắp tới sẽ có thêm nhiều giáo án để anh em ta có thể giải trí cuối ngày. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi game đấu của Idol tớ. Cậu dùng con Alista đi support, không gánh nổi team. Hẹn gặp lại anh em ở những giáo án khác của Idol nhé. Bye bye.